Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô mai giảo hạt Thủ Đức nha. Bông từ 5 đến 12 cánh. Cây này sống khỏe thường chậu hết nha cô chú anh chị. Đó, cây cũ đế quá trời cũ đế luôn. Chị coi nè ha. Quả cưới cũ luôn. Rồi, anh đo hoành nha. Mã số là 50 nha cô chú anh chị. Hoành em đo cái cũ rồi, nếu đo cái cũ thử nha. Em đo cái cũ trước nha anh chị. Cái cũ của nó là được 40. Rồi, đo hoành thân, hoành eo. Hoành eo trên đó là 27. Đó, chiều cao. Chiều cao cái này tầm 1,5 m anh chị ơi. Đó. Tàn ngang thì hạo hạo thì nó được 82. Mã số là 50. Đường kính bầu là 45. Mã số 50 nha anh chị. Cây này khá đẹp ha. Đó, anh chị thấy cái tàn đẹp lắm nha. Tàn đều gan nha. Đó, cái này nhánh nó đụng thôi, gãy thôi ha anh chị. Nè, cây này nó ra cái bị sâu cạp. Ra bị sâu cạp quá trời luôn. Rồi mã số 50, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,5 triệu rồi anh chị ơi, bao ship luôn, giá cực kỳ mềm ha. 1,5 triệu bao ship, mã số 50. Rồi tiếp theo mã số 51 nha cô chú anh chị. Đó, chị thấy cái tàn khủng khiếp luôn ha. Đó, tổng hoành của cây này là 31, gần 31 anh chị, tính 30 thôi. Đường kính bầu là 38. Chiều cao cây này cũng tầm 1,5 m anh chị ơi. Đó, tàn ngang thì cũng tầm 1 m ha. Đó, chị coi cái tàn đều gan luôn nha. Đó, đều gan luôn. Ba mấy hoành. Tổng hoành là ba mấy đó. Mã số 51, cây này thì giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,4 triệu ha. Bao ship tặng nhà luôn. Mã số 51. Đó, mai giảo hạt Thủ Đức nha. Cây sống khỏe thường chậu nha anh chị. Bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo mã số là 52. Đó. Quả khứ nha. Mã số 52. Đó, mấy cây sống khỏe thường chậu em mới nhổ chậu ra ha. Này chị mình yên tâm nha. Hoành của cây này thì được là 21 hoành. Đó, tàn đều gan luôn. Đường kính bầu cây này là được 37. Chiều cao thì cây này cũng cỡ 1,6 m, 1,7 m chị ơi. 1,6 m ha. Tàn ngang cũng tầm 1 m nha. Đó. Cây khá là đẹp nha anh chị. Bệ đế. Cốt cành cũng khá đều nha. Mã số là 52. Rồi cây này giao lưu anh chị 1,3 triệu thôi anh chị ơi. Bao ship tặng nhà luôn. 1,3 triệu giảo hạt Thủ Đức, bông từ 5 tới 12 cánh nha. Rồi tiếp theo mã số 53 nha của chú anh chị. Đó, tàn khủng bố luôn nha. Đó, mã số 53. Đó, rồi đo cái hoành đi. Mấy cây này cao cỡ 1,5 m nha anh chị. Hoành của nó là được 22 mấy nha. Tính 22 thôi. Đường kính bầu cây này 39. Chiều cao 1,5 m anh chị ơi. Chiều cao cỡ 1,5 m nha. Tàn này cực đẹp luôn. Đó. Đều gan hết cho anh chị. Rồi mã số là 53. Cây này giao lưu anh chị mình 1,4 triệu nha. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Mai giảo hạt Thủ Đức nha. Rồi tiếp theo cây mã số là 54 nha anh chị. Đó. Cây này cốt cành khá là dữ nha. Ừ. Cũ hết biết to luôn. Cây này hoành khá to nha anh chị. Hoành của nó được gần 30 nha, 29,5 nha. Gần 30 hoành là 47. Đường kính bầu 47, chiều cao cũng 1,5 m anh chị ơi. Cái này gần 30 hoành anh chị, 29 hoành mấy đó. Tàn đều gan luôn, quay sơ sơ giùm em cái. Rồi cây mã số là 54 ha anh chị. Rồi cây này giao lưu anh chị 1,6 triệu đó anh chị ơi. Bao ship tặng nhà luôn, 1,6 triệu. Giá cực kỳ mềm cho anh chị mình chơi nha. Em bao ship luôn à, giá đó em bao ship cho mình luôn nha anh chị. Rồi tiếp theo cây mã số 55 nha anh chị. Đó. Cốt cành. Cây này hoành của nó là 22. Đường kính bầu cây này là 43. Tàn khá đều, chiều cao 1,35 m chị ơi. Mã số là 55. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 900,000 thôi, bao ship tặng nhà luôn. Đó, cốt cạnh đều ha, hai mấy hoành luôn nha, củ đế đẹp luôn ha. Cây này củ đế quá đẹp nè anh chị. 900,000 bao ship, mã số 55 nha anh chị. Rồi tiếp theo mã số là 56 nha anh chị. Đó, cây này cốt cành cây cũng khá cao ha. Rồi tô hoành đi. Cây này quá trời bự nè anh chị. Đó,
Hoành em đo cho đó là được 29 hoành nha anh chị, 29 hoành. Đường kính bầu cây này là 46. Chiều cao cũng cỡ 1m6 anh chị ơi. Mã số là 56 anh chị. Ồ, cây cốt cành rất là đều luôn. Mã số 56. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình 1,5 triệu rồi anh chị ơi. Mã số 56 bao ship luôn anh chị. 1,5 triệu bao ship tặng nhà. Rồi tiếp theo mã số 57 nha anh chị. Mấy cây này đâm chồi sống khỏe hết anh chị yên tâm nha, sống khỏe từng chậu rồi. Nè. Mã số 57. Cây này hoành em đo được là 22 hoành. Đường kính bầu cây này là 42. Chiều cao cây này tầm 1m2 chị ơi, 1m2. Đó, mã số 57 nha anh chị. Ồ. Tàn cũng khá đẹp ha. Rồi cây này để rẻ anh chị 700.000 thôi, bao ship tặng nhà luôn. Mã số tiếp theo cây này mã số là 58 nha cô chú anh chị. Đó, cây đâm chồi sống khỏe thường chậu ha. Rồi, em tiến hoành đâu hoành ha. Hoành cây này thì được 22 hoành. Đó, 22 hoành nha cô chú anh chị. Đường kính bầu của cây này là 39. Rồi chiều cao của nó là 1,5m nha anh chị, 1,5m. Rồi, mã số của cây này là 58 nha anh chị. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 750.000, em bao ship tặng nhà luôn. Cây đâm chồi sống khỏe hết rồi nha anh chị, thường chậu ha. Rồi tiếp theo mã số 59 nha cô chú anh chị. Đó, quả khứ luôn. Nè, đâm chồi trơn nha anh chị. Quá trời luôn. Rồi đâu hoành nha. Đang nhú chồi rất mạnh. Hoành của nó được 22 hoành. Đường kính bầu cây này là 33. Chiều cao của cây này là 1m24. Rồi mã số 59 nha anh chị. Rồi cây này em để rẻ của chú anh chị mình là 600.000 nha, bao ship tặng nhà luôn. Mã số 59. Giảo hạt Tú Đức nha anh chị. Rồi tiếp theo mã số 60 nha anh chị. Đó, cây này cũng khá là đẹp nha. Tàn cao ha. Hoành cây này được là 21 nha anh chị. Cây sống khỏe thường chậu anh chị yên tâm ha. Đường kính bầu là 39. Chiều cao của cây này là 1m, gần 1,5m đó anh chị ơi. Được gần 1,5m. Mã số 60 ha. Rồi cây này giao lưu với anh chị cũng 750 đó anh chị ơi, bao ship tặng nhà luôn. Mã số 60, 750.000 bao ship cho mình luôn nha anh chị. Theo mã số là 427. 427 nha. Hoành em đo là 24. Chiều cao của cây này là 90. Đường kính bầu của cây này là 35. Rồi em đứng lên coi quay cái bộ đế nè. 427 nha anh chị. Rồi, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 700.000 anh chị ơi, bao ship 427. Rồi tiếp theo luôn, 428. Cây rất là già cây nè, già dữ lắm, già nha. 428 nha anh chị. Hoành em đo được là 22. Đường kính chiều cao của cây này là 80. Đường kính bầu của cây này là 32. Đó, mã số là 428. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 650 thôi, bao ship luôn, để hữu nghị luôn, 650.000. 428. Rồi tiếp theo 429. À, cái mai tàn luôn nha anh chị. À, cái tàn quá đẹp nên em để riêng cái tàn luôn ha. Đó, cái này về anh chị vô cái chậu chơi thôi. Đó, đế đóng là rất là ok ha. Cây này sống khỏe thường chậu nha anh chị. Mã số là 429. Hoành của cây này là 20. Chiều cao tầm trên kia là 1,4 m nha anh chị. Tàn ngang thì tầm 1m ha. Tàn ngang cái này tầm 1m. Mã số là 429. Đó, tàn rất là đẹp ha. Rồi cây tàn này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 700.000 thôi, em bao ship tặng nhà luôn. 429, mai giảo hạt Thủ Đức nha anh chị. Rồi tiếp theo là 430. À, chị coi cụ đế cây này nè. Đó, những cụ đế hết biết cụ đế nha anh chị. Hoành cây này là được 19,5, chính 19 thôi, cụ đế rất là dữ luôn nè. Cây này cũng chiều cao tầm 1,4 m nha anh chị. Đó, đường kính bầu của cây này là 28. Mã số là 430. Cái cũ quá trời cũ luôn nè. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là
à, 900 ngàn thôi, bao ship luôn, 430. Tiếp theo là 431. Đó, cây này cốt cành chi tay đều nè anh chị. 431 ha. Rồi cây này hoành của nó là 23. Chiều cao của cây này là 74. Đường kính bầu của cây này là 33, mã số là 431. Chị coi chi tay đều ha, giáo hạt Thủ Đức nha anh chị. Cây ghim ha. 431, rồi cây này 600 ngàn anh chị, bao ship 431. Tiếp theo 432. Ở cây này thì quá quái rồi anh chị ơi, dài cây lắm luôn ha. Hoành của nó là 19. Chiều cao là 50. Đường kính bầu là 35. Cây này cực kỳ quái ha, mã số là 432. Đó, nó già nó quái cái cây ha. 432, rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 650 thôi, để rẻ luôn, bao ship luôn. Rồi 433. Cây này cũng khá là to ha. Đế quá trời đế cái này nè, chưa khui luôn chị. Hoành cây này là 25. Đường kính bò, chiều cao của cây này là 75. Đường kính bầu là 28. Cốt cành chi tay rất ok ha. Này lớp da ở ngoài không gì chơi nghe anh chị, bình thường nha. Đó, mã số là 433. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình 700 ngàn nha, bao ship luôn, 433. Rồi 434, cũng may giảo hạt Thủ Đức nha, cây này cây tàn nha. Cây này bệ đế dữ nè chị, bệ quá trời bệ đế. Cây này sống khỏe hết trơn nha anh chị, yên tâm nha. Hoành của nó là 17,5, tính 17 thôi. Chiều cao thì của cây này là 1m1. Đường kính bầu là 36, mã số là 434 nha anh chị. Mã số là 434. Rồi cây này thì giao lưu với cô chú anh chị mình là cây này, rồi 700 ngàn, bao ship 434. Rồi tiếp theo 435. Đó, 435. Ồ cây này nó già cây dữ dằn luôn nha chị, hết biết luôn nè, dài dữ lắm, già luôn. 435. Hoành của cây này đo đây là 24 nè. Đó, xích lên này chút xíu là 20. Chiều cao của cây này là 71. Đường kính bầu là 30, mã số là 435. Cây già lắm cây nha anh chị. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 650 thôi, để rẻ luôn chị. 435, 650 bao ship luôn. 436. Cây này quá trời cũ cái này luôn à. Cây này cũ dữ nha. Tại mấy này chị mua về tập ghép ok luôn anh chị. Mã số là 436, giá cực kỳ mềm. Này em nó hoành được là 30 hoành nha anh chị, 30 hoành. Chiều cao của cái này là 52. Đường kính bầu là 32. Mã số là 436 nha. Dài cây lắm nha. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là để anh chị 900 ngàn thôi, bao ship luôn, 436. Rồi tiếp theo 437. Đó, 437 nha anh chị. Cụ đế nè, 437 cụ đế quá trời cụ đế cây này luôn. Hoành em đo đây được là 22 anh chị. 22. Chiều cao của cây này 75. Đường kính bầu của nó cũng tầm 33 ha anh chị. Mã số là 437. Rồi cây này 500 ngàn anh chị ơi, bao ship tặng nhà luôn. 437 cụ đế rất là to. 438. Cốt cành chi tay nè, đế rất là đều. 438 nha anh chị. Hoành là 21. Chiều cao của cây này là 89. Đường kính bầu của cây này khoảng 32. 438. Rồi cây này giao lưu 650 đó chị ơi. Cốt cành chi tay rất đều, 650 ngàn, bao ship. Rồi tiếp theo 439. Nay mấy toàn là máy giảo không nghe chị, giảo hạt Thủ Đức không ha. Hoành của nó là 19. Chiều cao là 53. Đường kính bầu là 30, mã số là 439. Quá trời cái cũ luôn.
Rồi cây này thì em để hữu nghị của chú chị mình là 400.000, 400.000 bao ship 439. Rồi 440. Cây này có cũ đẹp nè. Này cây này có cây tàn đó anh chị, em cắt lại á. Thấy cái cũ đẹp quá, cắt cũ là bonsai ha. Quanh cửa cây này đeo ngay đây là được là 20 ha anh chị. Đó, 20 quanh. Chiều cao cây này là được 26, mã số là 440. Rồi cái này cũng 400.000 thôi anh chị ơi. Bao ship luôn, 440 để giá cực kỳ mềm. 441 nha anh chị. Ờ, mấy cây này dì mai nó già dữ lắm, nó già luôn. 441. Hoành là 23. Chiều cao là 80. Đường kính bầu là cũng là 29. Mã số là 441 nha anh chị. Rồi cái này để hữu nghị của chú anh chị mình 550 đây, bao ship tặng nhà. 441. 442. Đó. Củ trà bá nè. Cốt cành. 442. Rồi cái này 20 hoành. Chiều cao của cây này là 87. Đường kính của cây này là 32, mã số là 442. Củ rất là to ha anh chị. Rồi cây này 600.000 anh chị ơi, bao ship tặng nhà luôn, 442. Theo mã số là 201 nha quý anh chị, mã số 201. Tàn này cũng khá ha. Em đo cái hoành của nó là đây là 22 hoành. 22 rưỡi tính 22 ha. Rồi nó dướng cái này, nó dướng, nó khoan nghe, nó dướng cọng rễ nha anh chị. Cho lại ha. Nó dướng cọng rễ. 21 hoành anh chị ơi, 21 hoành. Chiều cao của cây này là 93. Đó, cây cũng khá ha. Này để giá hữu nghị luôn. Rồi cái này 400.000 thôi anh chị ơi, bao ship tặng nhà luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 202. Đó. Này cây sống khỏe từng chậu hết nha anh chị, đang uống trồi nữa nè. 202 bệ đế quá trời luôn nè anh chị. Mã số 202. Cái này hoành em đo được là gần 21 ha, tính 20 thôi. À, chiều cao của cây này là 66. Cốt cành cũ rất to ha. Cây này nữa cái tàn ra úp úp rất là đẹp nha anh chị. Cắt tàn lại rồi đó, chơi Tết em cắt kĩa tàn lại. Mã số 202. Rồi cái này thì giao lưu với cô chú anh chị mình là 500.000 thôi, bao ship tặng nhà luôn. Mã số 204. Cái này tàn đều ha, rót nhọn nha anh chị. Rồi cái này hoành của nó là được 19 ha, hoành 19 hoành. Chiều cao của cây này thì tầm 1m3. Đó, dựng đứng cái gì ha anh chị. Đó, cây cốt cành rất là đều luôn. Mã số là 204. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là, rồi em để rẻ là 700.000 luôn chơi, bao ship luôn ha. Này cốt cành cao đẹp nha chị. Rồi tiếp theo mã số 205. Ủa, cây này bệ đế quá trời, bệ đế này chị. Coi bệ này ha. Đó, bệ dữ dằn luôn ha anh chị. Mã số 205. Quanh cái này em đo được đây là 23 ha, 23 rưỡi tính 23 thôi. Chiều cao cây này là 86. Đường kính bầu là 38, mã số 205. Bệ bự nha chị. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là cũng 700.000 nha. Bao ship luôn. Mã số là 205. Rồi theo là 208. Cây này cây tứ quý sống khỏe thằng chậu nha anh chị. À, cũng mới nhổ chậu ra. Cây này cây tứ quý ha. Đây em mới cắt lại nó muốn nhú kéo sẹo luôn ha anh chị. Đây nè. Ha, à, mới cắt lại nha. Cây này về mình chỉ ghép siêu bông Sài Gòn, siêu bông Bình Lợi hay chảo như ý vậy đó anh chị. Rồi mấy giống đang hot hiện nay ha. Mấy tứ quý này ghép vô là bông dữ lắm bông nha anh chị. Rồi đó giờ anh em săn tứ quý quá trời săn, giá nó căng quá nha chị. Mua giờ cũng rất là khó. Quanh em đo ngay đây là 17 rưỡi nè anh chị. Đó ha, tính 17 ha. Nè, củ đế chà bá luôn nè. Chiều cao của cây này là 88. Mấy cây này sống khỏe hết rồi ha. Em bao sống cho mình một tháng nha anh chị. Mã số là 208. Củ đế nè. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 700.000 ha, gốc tứ quý nha anh chị. Cây này sừng chậu nha, mới cắt lại. Cây này thì mới bước dưới đất lên. Bệ đế quá trời bệ đế nè. Cây này thì nó có con rãnh lũa chỗ này, nhưng mà nó kéo hết rồi.
Mấy mai túi quý này nó mạnh lắm nha chị. Và anh em đo sát cái cổ đế này, dưới sát cổ đế này luôn là 29. Đó, rồi đo trên cái thân này là được 22. Đó, 22. Chiều cao của cây này thì 1m2 anh chị. Đường kính bầu của nó là 35. Mã số là 1213. Rồi cây này giao lưu chị mình 900.000 thôi, 213 anh chị, bao ship tận nhà luôn nha. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. À, này em bán là 150.000 một ký, em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó, từ 1 ly đó, cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó, cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. À, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. À, dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp. Một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. À, một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Toàn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán nha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử coi. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này á, là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị và nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, thấy bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. À, rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm hàng này là hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. Em bao sắc bén cho cô chú chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm thì tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẻ luôn cũng được, rất là ok ha. Rồi là sắc bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe cô chú chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú chị, lâu lâu mới về được này ha cô chú chị. Hàng này là hàng của Nhật nha. Là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền xẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha, loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. Này rất là dày nha anh chị, nè, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Chú chưa xài một cuộn này thì xài cũng rất là nhiều cây cho rất là nhiều cây của mình á. Khỏi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho nên là mình dán lên vô ha cô chú anh chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha cô chú chị. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2 4 6 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem này ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó.
là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha. Dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó, màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây, em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng là này em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô chị luôn. Về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha anh chị. Nè, đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là chắc bán. Em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha. Kéo tỉa dài và tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha cô chị, 180.000 một cây em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho cô anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mất nhìn giờ bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000 em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bén nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cạp xéo, cạp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng, đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp. Đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha. Cặp xéo, cặp tròn. Đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra. Đẹp, bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan, Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước là nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muốn cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha cô chú anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nghe cô chú anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị. Mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nha cô chú anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha cô chú anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú anh chị nào cần thì cứ liên hệ.